cương bậu nặng này gì nọ vào đây bảo tùng nước xí bố mày đi đâu mà anh nhắn mấy của bác nhắn mấy của không trả lời đấy bảo nó cũng nói nhắn cho mai bây giờ anh về về kiểu ăn bữa này không ăn bữa thế lúc đấy đúng lúc thì tùng lại điện cho bố đây thì bố đây bảo mai bố về chả thấy bảo gì cái khẩu tả ra không nói ra thì chả sao cháu nhắn mấy cuộc rồi chả thấy anh trả lời nhắn về nếu mà sớm thì mình mới ăn cơm con trước kia tùng nước vàng còn vàng mua nọ chứ giờ này chả đến buổi gì cứ đọc thằng con rồi đã tiêu tiền bắt bèo ghê ra mà chả về mấy ngày dân đi mua vợ thế hả mua vợ thế vợ đâu vợ đấy của Hưng cầm về mà đây vợ cũ của mình ngày xưa tiến vào đấy là bà luôn là tìm thấy